Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm các bạn một cái cốc sạc nhỏ gọn 12W ha. Thì cái này là của thương hiệu InnoStyle ha. Thì cái thương hiệu cũng của Mỹ. Nó áp dụng công nghệ Smart, công nghệ này là công nghệ sạc nhanh dòng nha các bạn ha. Nhanh dòng chứ không phải sạc nhanh bằng công nghệ sạc nhanh nha, sạc nhanh dòng. Và áp dụng công nghệ Smart AI, AI nghĩa là trí tuệ nhân tạo ấy. Thì nó giống như thằng Anker có Power IQ này. Rap Power thì có iSmart nè. Đó, thì này là nó công nghệ sạc nhanh dòng, nó tự tìm cái nguồn dòng điện của thiết bị kết nối, tìm ra cái dòng sạc lớn nhất ha, cho nên nó sẽ sạc giúp cho thiết bị các bạn sạc được nhanh nhất ha. Rồi này là công nghệ giống như là công nghệ thiết nhân tạo, nói chung là giống Siri của iPhone vậy đó. Nói chung là vậy ha. Thì sản phẩm này nó có tổng công suất là 12W, cũng giống như là Anker cũng có cục 12W á, OK cũng có cục 12W á, cho nên rất là nhỏ gọn ha. Thì sản phẩm này là sản phẩm chính hãng ha, nên có tem tiếng Việt. Không phải hàng sách tay mà ha, này hàng chính ngạch. Này được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Hằng Đặng ha, ở Thích Quảng Đức, phường 4. Phú Nhuận. Đây là sản phẩm chính hãng cho nên nó phải bị khui siêu để dán tem bảo hành như là ông nội Anker nhà mình ha. Sản phẩm chính hãng sẽ bị khui siêu dán tem bảo hành như vậy ha. Dán tem bảo hành trực tiếp lên sản phẩm á. Thì sản phẩm này nó tới thiết kế khá là đơn giản, cái hộp đóng gói cái hộp á, nhưng mà sản phẩm thì thiết kế rất là đẹp ha. Còn cái hộp thì khá đơn giản vậy thôi, rất nhỏ gọn, có cái đầu cầm cũng khá xinh xinh ha. Đây. Một cái cục sạc mà mình thấy nó là đẹp nhất trong những cái cốc 12W ha, mà mình đang sở hữu hoặc là đang bán ha. Nó tên gọi là MiniGo 2 ha. Hai là hai cổng USB A ha, là sạc nhanh dòng bằng công nghệ Smart AI ha. Đây, đây tổng công suất 12W nè. Thì dòng nó AC 100-240V cho nên nó phù hợp với điện thế quốc tế ha. Và output là 5V 2.4A mỗi cổng ha. Đây là 2.4 ha. Tổng công suất là 12W, out là 4.8A. Thì mình vừa gần là InnoStyle này cũng của Mỹ bạn ha. Nó rất là nhỏ gọn và cái mình quay từ quay chậm luôn. Nó rất là đẹp so với mình cái nhìn chủ quan của mình á, thì nó rất là đẹp so với những cái thiết bị khác. Ở đây có dán tem nè, dán tem của Hằng Đặng lên nè. Thì đó là cái điều mà hàng chính hãng hay bị ha, là phải bị khui siêu các bạn ha. Đó, thì sản phẩm chính hãng nó có hai cái lỗ tròn ha. Đây là hàng mà mình thấy nó độ hoàn thiện bên ngoài rất là đẹp, đẹp hơn OK nhiều. Còn so với Anker thì tùy mỗi người một cái góc nhìn ha. Thì đây là những cái sản phẩm mà ở đây nó là bằng nhựa ABS, nhưng mà nó không có bị dơ ha, nhựa bằng bóng nó không bị dơ ha. Là nhựa bóng chứ không phải là nhựa nhám. Nhựa nhám hay bị dơ, còn này nhựa bóng các bạn an tâm là nó không có dơ ha. Chúng ta cần lấy khăn chúng ta lau lại sập lại chứ nó không có dơ. Thì nó thể sạc hai thiết bị một lúc bằng cái công nghệ sạc nhanh dòng. Sạc nhanh dòng khác cái sạc nhanh công nghệ sạc nhanh các bạn ha. Thì mình sẽ cắm cái iPhone vô trước đi. Thì này nó sạc nhanh dòng, mỗi một cổng là 2.4A, khá là mạnh ha. Giống như cốc của iPhone thì có 1A thôi, này là 2.4A lần ha. Đó, đó là mình sạc cái cục sạc dự phòng và một cái iPhone 6 S Plus ha. Các bạn sạc ha. Đó, đây là chúng ta đang có một trong tay một cái cốc sạc dòng, sạc nhanh dòng rất là đẹp. Và đẹp từ bên ngoài lẫn sức mạnh bên trong ha. Rất là đẹp, nhỏ gọn. Đi du lịch mà mang theo này là tiện ha. Rất là nhỏ gọn, bỏ túi cũng được. Đây, đó là cái clip mình review nhanh sản phẩm này. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo ha.